xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Trong thời gian qua thì mình đã review khá là nhiều loại ngũ cốc, trong đó có cả ngũ cốc nội địa Trung nè, có cả Đức, Ba Lan, Việt Nam. Và các sản phẩm của Việt Nam thật sự rất là ngon luôn á, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái giá cả khác nhau. Nó tùy cái tầng phân khúc thì mình sẽ để link ở đâu đó trên này. Đợt vừa rồi á thì mình có tham gia rất là nhiều những cái group mà order vận chuyển hàng Trung Quốc. Sau đó mình thấy mọi người bình luận á là ngũ cốc nội địa Trung nó càng ngày chất lượng nó càng đi giảm xuống á. Có nghĩa là lúc mà cái sản phẩm đó nó mới nổ lên á thì hàng loạt sản phẩm sẽ ra đời ồ ạt theo. Các bạn cũng đã biết tới mình nhờ những cái sản phẩm đó khá là nhiều. Cái mẫu mã cũng nhiều, kiểu dáng cũng nhiều, giá cả nó cũng rất là lạ lùng á, có cái thì mắc ơi là mắc, có cái rẻ ơi là rẻ. Nếu như các bạn hay xem những cái TikTok của Trung Quốc, các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm ngũ cốc nội địa Trung và nó sẽ kèm theo ví dụ như một cái tô hay một cái muỗng để ăn kèm, thậm chí là một cái bồn tắm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì giá nó sẽ bị đội lên rất là nhiều. Tại vì nhà mình có chén, có đũa, có tô hết rồi, mình cũng không có nhu cầu dùng bồn tắm để ăn, nên là mình hướng tới những cái sản phẩm mà nó phù hợp giá tiền, chất lượng hợp lý và các bạn có thể mua được, order được ở những cái shop uy tín này kia thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Hôm nay thì mình có một cái sản phẩm mới ở đây, nó là ngũ cốc nội địa Trung. Mình thấy cũng có một số video TikTok có quảng cáo cái sản phẩm này, dựa vào gần chắc là phải hơn chục cái sản phẩm mình đã từng review rồi đó, thì mình thấy là ngũ cốc của Việt Nam rất là ngon nha mọi người. Giá nó sẽ hơi cao một tí, so lên thì nó sẽ cao hơn một tí, tại vì nếu tính ra thì Trung Quốc nó cũng có những cái lợi thế cạnh tranh về giá cả, nhân công này kia, nhưng mà ngũ cốc của Việt Nam thật sự rất là ngon và mình đảm bảo được nha, nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa, chất lượng, và lúc nào mình cũng có thể mua được chính hãng ở siêu thị nữa. Ví dụ như các bạn ăn cái ngũ cốc Atamil á, mà mình mua cái gói lớn đó hơn một tí thì nó sẽ lợi hơn những cái gói nhỏ, thì đó là tùy lựa chọn của bạn thôi, nhưng mà đó là cái suy nghĩ của mình thực tế sau hơn chục sản phẩm vừa rồi. Ở đây mình có một cái của Trung Quốc, khối lượng tận là 400g. Các bạn có thể thấy không, cái thiết kế của nó rất là dễ thương luôn á. Nhìn cái là thấy hoa quả mùa hè nè, ở đây có kiwi, đào, bơ, dâu, có cái lá dứa ở đây nữa, đu đủ nữa. Nhìn vậy thôi nhưng mà mình thấy rồi, có nhiều cái nó chỉ là hình sản phẩm quảng cáo thôi. Mình với mục đích là muốn thử những cái sản phẩm này để cho các bạn những cái nhìn mà chân thật nhất. Và các bạn sẽ xem một loạt 10 cái video của mình để lựa ra cái sản phẩm nào có bạn cảm thấy hợp lý và thử nha. Sản phẩm này là yến mạch có dâu uông và trái cây nhiệt đới. Nếu như mà các bạn xem mình đủ lâu rồi thì các bạn sẽ biết, hoặc là các bạn sẽ để ý là những cái sản phẩm mà ngũ cốc nội địa Trung á, đa phần nó chỉ có một cái mô típ nhất định ở trên cái tờ của nó. Có cái mã vạch ở đây nữa nè, mình sẽ thử quét coi là cái mã vạch này quét vô thì nó sẽ ra cái gì nha. Đây, cái trang chính của nó là nội địa Trung chấm chuyên chuyển hàng Việt Nam xuất khẩu chấm xyz. Cái mã vùng này nó hơi lạ một tí. Thì ở đây nó sẽ có danh sách đại lý nè, liên hệ rồi này kia. Thì ra cái sản phẩm này các bạn, yến mạch ngũ cốc hoa quả sữa chua, mình không biết đặt tên này nha, giá là 79.000. Công ty đã nghiên cứu thành phần, tính toán hợp lý calorie trong từng nguyên liệu trong siêu phẩm 400g mới. Yến mạch ngũ cốc giúp bạn tăng giảm cân và không lo bụng ngấn mỡ. Chỉ với 50g một lần ăn bằng 87 calorie. Là mình đặt trên này mình đã biết thành phần luôn rồi. Thành phần bao gồm yến mạch nướng, dừa, bào sợi, dâu tây, ba vị sữa chua anh đào Nam Việt Quốc, nho đỏ, ngô sáng dẻo và hạt bí. Thời sử dụng của nó là 12 tháng ghi ở đây. Cái đó là cái sản phẩm thông tin mà mình đọc được ở trên web chính của nội địa Trung thôi. Còn đây là những gì mình dịch được ở trên sản phẩm này nha. Tên sản phẩm là sản phẩm ngũ cốc chế biến sẵn, sản phẩm tiền lợi, thành phần bao gồm bột yến mạch nướng, các loại vi khuẩn nè, cơm tắm, nho khô, có cơm tắm nha mình nữa, khối axit, chất béo bao gồm sữa bột nguyên kem, đường, đường trắng, bột tách kem, tinh chất nảy mầm, bột quay, bột ngô, dâu tây, trái cây sấy tô, sấy khô nhiều vitamin C, quả Nam Việt Quốc, dâu tây sấy khô đông lạnh. Thì các bạn có thể dựa trên cái bảng thành phần này để mình tính toán được cái lượng calorie mà một lần mình nạp vô. Nhiều video mình đã nói rồi đó, các bạn có thể dùng sản phẩm để tăng cân, cũng có thể dùng để giảm cân, đó là do tùy mình và mục đích sử dụng của mình để mình có một cái biện pháp sử dụng hợp lý nha. Chứ nó cũng không có quan trọng là do các bạn ăn trước sau bữa cơm, hay là do các bạn ăn trước khi ngủ, hay là mới thức dậy gì đâu, cái đó là do chế độ ăn của mình thôi.
Vì nó là ngũ cốc yến mạch sữa chua nên là mình rất là hy vọng cho mình sẽ có sữa chua. Và đây là cái lúc mình mở ra, mọi người có thể thấy cái tím tím đó là sữa chua. Một miếng, hai miếng, hai miếng sữa chua. Cái video gần đây nhất là một cái sản phẩm của nước ngoài và sữa chua của nó từng cái miếng nhỏ như thế này nè. Cái miếng sữa chua ngon cực kỳ mà nhỏ nhỏ nhỏ. Sau đó mình đã ăn hết sữa chua và mình cho yến mạch đó cho bạn mình ăn. Nói chung là ba bì xinh xắn, giá cả cũng hợp lý. Ở quan trọng là cái yến mạch của nó. Cho mọi người xem. Các bạn có thể thấy là lúc mà mình đổ ra ly á thì cái lượng sữa chua xuất hiện nó mỏng manh, nó nhẹ nhàng và nó thưa thớt. Nó như là cái ý chí mạnh mẽ của mình quyết định giảm cân vậy các bạn đó, nó lẫn khuất ở đâu đây nè. Mình cố gắng mình moi ra xong rồi mình sẽ cố gắng mình giảm cân được 1-2 ngày xong rồi nó lại lẫn khuất rồi mình lại moi ra. Nhưng mà moi một thời gian thì nó cũng biết nó hết rồi. Cái lâu lâu mọi người có thể nghe thấy cái tiếng gió rít, tại vì không hiểu tại sao tối 3 giờ Đà Lạt á gió nó rít một cách cực kỳ mạnh luôn á. Nhìn cái này nè, liên tưởng ngay tới cái video đầu tiên mà mình review ngũ cốc nội địa chung. Và đó là cái video mà tạo ra một cái sức bật cho mình để sau này mình thực hiện được cái chuỗi series ngũ cốc nội địa chung luôn á. Các bạn nhìn xem, y cân luôn, nó chỉ khác cái bao bì thôi. Mình sẽ để link ở đây nè, mọi người có thể ấn vào để xem nha. Chỉ có bao bì nó khác, đó là cái dạng mà túi zip dễ thương như thế này, thiết kế cũng dễ thương nữa, nhìn rất là muốn ăn luôn á. Còn ở trong thì nó y cân luôn nè mọi người nhìn xem. Từ cái ngũ cốc cho tới mấy cái bánh vàng vàng, à khác một cái là cái này sẽ có sữa chua, những cái miếng sữa chua như miếng thạch như thế này, nhìn như là cái kẹo đồ chơi của Việt Nam mình á. Nó cũng khá giòn, nó cũng chua nhưng mà nó ít quá rồi. Chung là mình biết là mình tiền ít nên là mình không thể đòi hỏi gì quá nhiều một sản phẩm mà 79.400g. Chỉ có điều là những cái, có cái sản phẩm rồi để cho mình review mà nó cũng được từng cái viên bự bự á các bạn. Còn cái này nó có miếng như là cái miếng đá sỏi như thế này nè. Hình như là được 2 miếng. Ít nhất nó còn phải bự bự được như thế này nè mọi người. Nhưng mà có những cái sản phẩm khác của Trung Quốc á thì cái miếng nó bự hơn như thế này và nó nhìn vô một cái là thấy nó đập ngay vào mắt luôn á. Còn cái này mình tìm nãy giờ được chừng này. Cái dưa u của nó hơi chua chua, cũng thơm, giòn sực sực. Đó là lý do mình quyết định mua sản phẩm này, vì nó có dưa u và mình cực kỳ thích dưa u. Mình đang cố gắng tìm, không thấy cái gì hết trơn. Thế rồi mọi người, được 3 miếng. Ủa sao có 3 miếng hả? Ở bên Trung Quốc nó có một cái sản phẩm đó là ví dụ các bạn thích ăn nho khô á, cái nho khô mà nó xốp xốp ở trong những cái ngũ cốc á thì người ta sẽ bán thành những cái túi riêng luôn, các bạn có thể order riêng hoặc là kể cả sữa chua người ta cũng bán riêng nha. Cái dạng sữa chua khô đó các bạn nhìn xem, nó không có bắt mắt như là cái hình ở ngoài đâu, ở ngoài có bơ đu đủ này nhưng mà thực tế ở trong này nó lo lo nó sẽ có mấy cái miếng rau màu đỏ, còn đa số là nho khô và dừa. Do dừa nó màu trắng nè, rồi cái bánh gạo này, ngũ cốc cộng thêm mấy cái miếng này nè. Đây, một miếng cho u nhỏ bé rớt lại. Nhìn nó không có bắt mắt lắm. Cái này là không có chuối nữa. Cái sản phẩm đầu tiên mình review là có chuối. Cái miếng chuối nó bự lắm các bạn. Nếu như mà mọi người đã xem nhiều video của mình rồi thì mọi người chắc cũng đã biết là khi mình ăn á thì nó cũng xấu, mà những cái video về một review ngũ cốc, đặc biệt là ngũ cốc nội địa chung á, mình có nói là nó cái sản phẩm của nó xem nhau á,
nó chỉ khác nhau cái mẫu mã thôi, giá cả nó cũng không chênh lệch là bao nhiêu hết. Nên là khi mình thấy một cái sản phẩm mới như thế này thì mình cố gắng mua về để review cho mọi người, nhưng mà mình cũng không kỳ vọng quá nhiều, tại vì trước đó mình đã thử quá nhiều loại, có những loại mà ngon tuyệt vời, ngon xuất sắc luôn á. Nói đi nhớ lại nha, những cái sản phẩm của Việt Nam ngon tuyệt vời và xuất sắc luôn á. Cái sản phẩm OHH mình cũng không biết đọc nó là gì nữa, mà cái miếng hạt điều của nó bự ơi là bự, nó còn có cả ốc chó trong nó nữa. Mặc dù giá nó hơi mắc thật nhưng rất là chất lượng và ngon luôn. Còn những cái sản phẩm này là vì nó bán nhiều nên là mình review cho mọi người để mọi người không bị lẫn lộn giữa một cái rừng quá ư là nhiều sản phẩm và những lời quảng cáo, những lời PR rất nhiều, để mình lựa ra một cái sản phẩm nào đó hợp lý thôi. Ví dụ như mọi người muốn tăng cân thì mọi người ăn nhiều lên, giảm cân thì mình cho cái khẩu phần ăn của mình ít lại, mình chia nhỏ lại, mình tính toán làm sao hợp lý để đảm bảo được sức khỏe của mình nữa. Chứ không phải là các bạn mua một bịch 400g này về xong các bạn ăn hết một bịch thì các bạn sẽ giảm được 5kg đâu. Thực tế là nó không phải, nó chỉ là mất nước thôi mà nó còn mệt mỏi nữa. Mình phải làm sao sắp xếp cho nó hợp lý nữa chứ. Như ngũ cốc này nha, các bạn ăn thì các bạn nghĩ là mình ăn yến mạch nó sẽ tốt sức khỏe này kia, nhưng mình thực tế là cái ngũ cốc này nó rất là ngọt luôn á. Nó có đường và cả trái cây, mà những cái loại trái cây nhiệt đới mà sấy khô thì cái lượng đường của nó cực kỳ nhiều. Nên là cái hy vọng mà ăn cái ngũ cốc này không để có thể giảm cân nhưng mà vẫn mạnh khỏe, đảm bảo được sức khỏe để duy trì cái hoạt động hàng ngày thì nó cũng hơi khó. Có một cái chuyện á mà nó cực kỳ là thần kỳ luôn, như kiểu chuyện tâm linh không được đâu các bạn. Đó là ví dụ nha, hôm nay các bạn ăn hơi nhiều một tí, hôm bụng các bạn phình ra thì các bạn bổ sung thêm yến mạch vào cái khẩu phần ăn của mình. Yến mạch thôi nha, mình không nói tới những loại trái cây hay là ngũ cốc hết, đơn giản chỉ là yến mạch thôi. Ngày mai các bạn sẽ thấy bụng nhẹ hẳn luôn á. Nói chung là khi mà các bạn ăn yến mạch vô á thì mọi thứ nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và cái bụng của mình nó sẽ cảm giác hơi nhỏ hơn một tí. Nhưng mà đó là cái cảm giác bình thường thôi, nếu như các bạn ăn nhiều các bạn cũng sẽ thấy là nó không có thay đổi nhiều lắm đâu. Chỉ có điều khi chúng ta bổ sung thêm một loại ngũ cốc vô cái thành phần ăn hàng ngày á thì nó sẽ bổ sung cho chúng ta thêm nhiều chất xơ nè. Và ăn yến mạch cũng tốt nữa, cũng đẹp da nữa. Nên mình khuyên chân thành luôn á, mọi người nên bổ sung cái này vào chế độ ăn hàng ngày thôi, và chúng ta phải có một cái chế độ ăn nào đó hợp lý thì mới mong giảm cân được nha, chứ không phải là ăn cái này không đâu. Mình nhiều khi mình cũng bị ảo giác là ăn yến mạch uống đi ăn ngày mai mình sẽ ốm đi 5kg, nhưng mà thực tế là không phải, không có. Và nhiều khi á các bạn ăn cái này các bạn thấy nó ngon tại vì nó ngọt, nó có trái cây rồi á, nhưng mà cái lượng đường tẩm ướt trong này nó là một cái con số mà mình không biết phải miêu tả như thế nào đâu. Tại vì cơ bản là nhà sản xuất cũng không nói cho các bạn biết là trong này họ đã tẩm bao nhiêu đường để có được một cái loại yến mạch nó giòn và nó ngon và nó ngọt như thế vậy. Nó kích thích cái vị giác của các bạn. Trong khi yến mạch thực tế, ai mà hay ăn yến mạch thực tế các bạn sẽ biết nó nhạt tét à. Mà hồi đó có một cái chế độ giảm cân gọi là yến mạch với trái cây không, là cái yến mạch nguyên đó đó, nó lạc mà nó khó ăn mà nó nhạt tét, chứ nó không có ngon như thế này đâu. Nên là mình chỉ nên bổ sung nó vô thôi. Còn nếu như mà để thành một cái chế độ ăn chính và ăn duy trì hàng ngày á thì cũng rất là khó nha. Mọi người để ý một tới đi, những cái video TikTok của Trung Quốc á thì sẽ gần tới một cái ngày nào đó, xong rồi cái bạn đó cần phải giảm cân như kiểu cấp tốc á thì mọi người mới ăn. Trong video không có nói là các bạn ăn cái này ăn như kiểu trường kỳ kháng chiến, ăn liên tục nha, không có. Với lại mình thấy thế này nha, ví dụ như 80.000 cho 4 loại, đó là cái mặt bằng chung đi, thì các bạn hoàn toàn có thể mua được yến mạch ở ngoài về một cách rất là bình thường. Sau đó mình sẽ lựa những cái loại ngũ cốc mà mình muốn, trái cây khô cũng là những loại mà mình muốn, mình trộn vào đó, mình xào nấu lên. Có rất là nhiều video chỉ cho các bạn cách làm những cái loại ngũ cốc yến mạch bơ nè, phô mai nè này kia, và ở nhà nó vừa đơn giản vừa an toàn, hợp vệ sinh, mình biết được rõ nguồn gốc xuất xứ, và đặc biệt là nó sẽ rẻ hơn nếu các bạn làm nhiều, sau đó mình trữ ăn dần. Và mình cũng đỡ bị phân vân về cái chất lượng rồi calo này kia nữa. Bây giờ các bạn thấy trên thị trường nó 10 loại yến mạch Trung Quốc như vậy được thì mình biết là lửa nào, mà câu chuyện hôm nay ăn gì là một câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Thay vì đó, mua về tự làm và ăn luôn, mình ăn theo cái sở thích của mình là vẫn tốt nhất. Mình biết là khi mọi người tìm với yến mạch nội địa Trung á
Đầu tiên là vì nó quá hot. Thứ hai là mình thực sự là có nhu cầu muốn tăng hoặc là giảm cân. Nhưng mà kiểu không phải là một quá trình dài, một quá trình truyền kỳ kháng chiến, mà là mình muốn nó phải có hiện ra kết quả tức thì á, kết quả ngay lập tức, kiểu trong vòng mấy ngày, một tuần gì đó. Tại vì marketing bên Trung Quốc thực sự quá đỉnh cao đi. Nhưng mà cái vấn đề mà ép cân tăng lên quá nhanh hoặc là giảm xuống quá nhanh á, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe của mình. Một lời nói chân thành luôn á, là mình cứ từ từ chậm mà chắc nha. Cơ thể của mình với một cái khối lượng mỡ mà tích trữ bao nhiêu năm như vậy, nó cứng như vậy, dễ gì mà trong 1-2 tuần mình nó tan đi được. Cái đó chỉ là mất nước thôi, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình trạng sức khỏe của mình rất là nhiều. Nên là mình có thể bổ sung những cái sản phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày, cộng thêm tập luyện, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Và nói chung là gì cũng phải kỷ luật bản thân mình, có một cái chế độ hợp lý thì các bạn sẽ có được một cái vóc dáng như mong muốn. Khi các bạn đã ăn một cái sản phẩm quá nhiều rồi thì cái sự so sánh nó sẽ xuất hiện. Và cái này nó cũng xem như những cái sản phẩm nội địa chung khác thôi, có điều là cái bao bì của nó dễ thương hơn. Cái túi zip này thì mình không nghĩ là nó chắc chắn lắm đâu. Mình mua về mà không sử dụng hết á thì mình nên bỏ vào trong hộp, đậy kín lại thì nó sẽ đỡ bị xìu. Yến mạch á, mà nó bị xìu đi nó sẽ không ngon, thực sự là không ngon. Và những cái sản phẩm trái cây sấy trong này nó cũng sẽ bị xìu đi theo năm tháng. Và sữa chua thì cũng không nhiều lắm. Đó vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể coi nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và bên cạnh đó thì mình có một kênh nhỏ nhỏ khác tên là Móng Tarot. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ về Tarot. Và nếu mọi người quan tâm thì hãy qua đó like và subscribe kênh cho mình nhé. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.